Theo Bộ Công Thương, năm 2018, dự kiến kim ngạch xuất khẩu cả nước có thể đạt 239 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,2% so với năm 2017. Con số này cao hơn chỉ tiêu Quốc hội và Chính phủ giao. Theo kế hoạch, Bộ Công Thương phấn đấu kim ngạch xuất khẩu cả nước năm 2018 tăng 10% so với 2017, nhưng chỉ sau 9 tháng, mức tăng đã đạt 15,4%, cao hơn mức tăng trưởng phấn đấu đạt được cho cả năm 2018 và bằng 75,6% kế hoạch năm. Tính đến hết tháng 9 năm 2018 đã có 26 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ. Đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng xuất khẩu là 3 nhóm hàng điện thoại các loại, máy tính và linh kiện và nhóm các sản phẩm dệt may. Tính chung cả 3 nhóm hàng này đã tăng khoảng 11,54 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ, đóng góp gần 50% vào tổng mức tăng 23,9 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu. Bộ Công Thương cũng cho biết 9 tháng đầu năm 2018, tỷ lệ tận dụng ưu đãi từ các thị trường đã ký kết Hiệp định Thương mại Tự do FTA đạt khoảng 40%, tăng mạnh so với con số khoảng 35% các năm trước.